Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để trồng đậu đen tại nhà, siêu đơn giản luôn. Đậu đen mọi người mua về thì rửa sạch với nước bình thường thôi, sau đó bỏ vào cái khăn ẩm ẩm và ủ cho đến khi nó nứt nanh như thế này. Như vậy là mình đem đi trồng được rồi nè. Khăn ủ đậu thì vừa ẩm thôi, nếu mà mọi người bỏ nước nhiều quá thì sẽ dễ bị hư hạt lắm. Đây là cây đậu mà em đã trồng được vài ngày trước. Còn đây là cây mà em đã gieo trước 2 ngày thì bây giờ nó đã lên lá thật rồi. Cây đậu rất là dễ nên đất nào hầu như cũng sống được hết. Đây là em gieo đất cát. Mọi người thấy đậu em phát triển không có đều, có cây to cây nhỏ, do là trong quá trình mà bỏ hạt, mấy chú kiến ăn hết hạt của em và mấy chú chuột á đào hết ăn nên em phải bỏ là nhiều đợt. Bởi vậy nên lúc mà gieo hạt á, mọi người nên bỏ một ít thuốc kiến vào. Còn về con chuột á, em xử lý bằng cách là lúc bỏ hạt em bỏ vài viên thuốc chuột chung với cái hạt đang gieo luôn. Nếu mà có môi ăn hạt á, thì ăn chúng cái đó cũng chết à. Chỗ này là cái công trình đường đi mà người ta đổ cát xong rồi bỏ. Em với mẹ làm cỏ rồi trồng luôn, khi nào công trình đi qua thì hay thôi. Em với mẹ em bỏ hạt thêm nè. Em trồng thường là không có bỏ phân và cũng không có xịt thuốc nên mấy con cầu cào châu chấu nó thích lắm. Cây vừa lên được 1-2 lá là bắt đầu nó ăn trụi cái đọt luôn. Em bỏ một lỗ 2 hạt, cây nào sống được thì sống. Còn ví dụ như mình nó lên đều á thì sau này mưa mình sẽ tách ra. Đậu đen nếu mà mọi người trồng trong thùng xốp hoặc là trong chậu, bỏ một ít phân chuồng vào thì rất là tốt và cây mau ra trái lắm luôn. Trồng ngoài đất như em vừa cực vừa hao hạt, trồng cho gia đình ăn cho vui thôi. Trồng mà để bán như thế này chắc là lỗ luôn á các bác. Hôm nào ra thăm là thấy bắt đầu có sâu, rệp, cào cào châu chấu. Em trị mấy con này bằng enzyme bồ hòn mà em đã ngâm. Hôm nào rảnh em sẽ hướng dẫn mọi người ngâm enzyme bồ hòn, vừa sử dụng để rửa chén và vừa sử dụng được làm thuốc trừ sâu luôn. Lúc trước em gieo bao nhiêu thì chết hết à. Lý do là em bỏ hạt quá sâu, nó không có lên nổi. Bỏ cạn quá thì bắt đầu nắng lên, nó hốc nó chết. Sau bao nhiêu lần thất bại thì em đã rút ra là đào cái lỗ tầm 3cm là bỏ xuống là vừa rồi. Mỗi lần bỏ em bỏ 2 hạt. Lỗ này cách lỗ kia là khoảng 1 gang đến 2 gang tay. Trồng sát nhau quá thì nó không có đủ dinh dưỡng cung cấp cho cây. Lúc cây lớn bắt đầu rễ nó trồi lên mặt đất mình phải đi đắp gốc lại. Sát nhau quá mình cũng khó đi lắm. Mấy cây đậu gieo trước thì nó đã có trái rồi nè. Em hái mấy trái già vào ủ rồi trồng tiếp. Mọi người thấy trái nó khô như vậy là hái vô được rồi. Mọi người để dành mà hái chung một đợt á, mấy cái trái mà nó già trước này nè, tự động nó sẽ tách ra và rơi hạt xuống đất hết. Kiếm một cái hạt mà dính trên đó cũng hơi bị khó luôn á mọi người. Hái nên xoay từng trái như thế này. Mọi người đừng có lấy kéo cắt nha. Vì trên mấy cái cành này nè, ít bữa nó sẽ lên hoa nữa, nó mọc ra trái tiếp cho mọi người hái. Thẳng khoe với mọi người cái khu em trồng bắp. Em chúc mọi người trồng thành công nha.